Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3, Ban liên lạc đội cựu thanh niên sung phong N237 đã phối hợp với hội cựu thanh niên sung phong tỉnh Thanh Hóa tổ chức cho các hội viên thăm lại chiến trường xưa khu vực Quảng Bình, Quảng Trị. Đây là hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Trường Sơn ngày 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024 và 55 năm ngày thành lập đội thanh niên sung phong N237 tỉnh Thanh Hóa thuộc Ban xây dựng 67 Trường Sơn. Các cựu thanh niên xung phong N237 đã dân hương viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. Dân hương tưởng niệm các liệt sĩ đồng đội tại Nghĩa Trang, Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình và Nghĩa Trang, Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Đoàn đã hành trình theo tuyến đường Trường Sơn Nam Xưa, tuyến đường 16A lịch sử để thăm lại một số di tích địa danh gắn liền với lực lượng thanh niên xung phong N237 và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thăm tặng quà và giao lưu với người dân chính quyền địa phương, các đơn vị mà lực lượng thanh niên xung phong N237 từng đóng quân, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ gian khó nhưng vô cùng tự hào và anh liệt đã góp công góp sức, thậm chí cả tính mạng cho công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.